Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube Ký sự Hoa Kỳ. Kênh YouTube Ký sự Hoa Kỳ chính là kênh nói về các đề tài đời sống tại Hoa Kỳ. Thực ra bản thân tôi đến Hoa Kỳ không lâu, nhưng đủ để thời gian trải nghiệm mọi sự việc diễn ra ở đây. Và cá nhân tôi cảm thấy cần có một điều gì đó để gửi đến quý bạn trong nước cũng như hải ngoại. Kênh YouTube Ký sự Hoa Kỳ chuyên sâu về những mặt tiêu cực, những mặt xấu của đất nước được mệnh danh là xứ sở thiên đường. Bởi từ lâu có rất nhiều người suy nghĩ là đến nước Mỹ đô la đầy đường, tha hồ mà lấy. Đến nước Mỹ được hưởng một cuộc sống xa hoa, phú quý, vân vân và vân vân. Thực tế có như vậy hay không? Thì các bạn theo dõi kênh YouTube Ký sự Hoa Kỳ sẽ thấy rõ được vấn đề đó. Cá nhân tôi đã trải qua những năm tháng tại xứ sở này và tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn những điều tai nghe, mắt thấy có thể gây sốc cho quý vị và các bạn. Nhưng đâu đó trong tiềm thức của tôi luôn nhắc nhở phải gửi đến quý vị và các bạn những video clip này để quý vị chuẩn bị tinh thần đối phó với nó. Nói như vậy không phải để bàn quý vị không nên đến nước Mỹ, mà chủ yếu giúp cho quý vị giữ vững tinh thần chiến đấu với nó, vì chắc chắn sẽ gặp nhiều điều không khỏi bất ngờ và sốc. Vì lẽ đó, quý vị và các bạn nếu biết trước thì khi mình đến đất nước này, mình sẽ không phải ngỡ ngàng, không phải bị sốc. Vì thực tế, bản thân tôi đã gặp rất nhiều người khi đến nước Mỹ, chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, họ muốn quay trở lại Việt Nam. Vậy nên, khi các bạn muốn đến nước Mỹ và chưa hình dung được nó như thế nào, hãy xem và theo dõi những video clip mà tôi sẽ đề cập trong kênh này. Quý vị và các bạn sẽ thấy những điều mình chuẩn bị trước. Đối với những người mới sang Mỹ thì kênh YouTube này sẽ giúp cho các bạn bước đầu lập nghiệp. Vì tôi hứa chắc chắn trong kênh này tôi sẽ chỉ quý vị cách kiếm tiền từ đơn giản cho đến phức tạp. Tuy nhiên, số tiền kiếm được không nhiều, chỉ đủ để trang trải cuộc sống ban đầu của quý vị khi quý vị chưa có một cái bằng cấp nào cụ thể, chưa có qua một cái trường lớp nào để mà nó hoàn chỉnh được. Và có rất rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng mà chưa chắc quý vị ở Mỹ họ đã đề cập đến hay là họ để ý đến những cách kiếm tiền đó. Hy vọng quý vị đang sống ở Hoa Kỳ và quý vị mới đến Hoa Kỳ sẽ tìm thấy công việc phù hợp cũng như là cái cách kiếm tiền mình yêu thích. Tuy nhiên, tôi chỉ giúp các bạn một phần nào đó thôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Và cũng nhân đây xin chia sẻ với quý vị và các bạn, kênh này không phải chỉ xoáy sâu vào những cái mặt tiêu cực, những cái bất ngờ của xã hội Mỹ, mà bên cạnh đó các bạn cũng sẽ thấy những cái mình không ngờ được, tức là những điều mà mình cảm giác nó như trong mơ. Đó là một trong những khía cạnh tạo nên cái tiếng vang là xứ sở Hoa Kỳ là một đất nước tự do, là thiên đường. Về thời lượng mà phát những video tôi xin gửi đến quý vị chắc chắn sẽ gói gọn dưới 10 phút cho một video, và tôi sẽ cố gắng mỗi tuần sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một đề tài nào đó. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một thời gian ngắn nhất. Chào thân ái, xin tạm biệt.